giáo dục rõ ràng là đóng một vai trò rất 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 lớn trong cuộc sống cũng như là những cái thành công hiện tại đang có của anh. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức và mọi người đều rất là có một cái quyết tâm là sẽ cho con cái mình những cái điều kiện học hành tốt nhất. Mẹ Hải cũng chú ý cho Hải được học từ ví dụ như là học tiếng Anh từ khi Hải 7 tuổi. Thế đến sau này khi mà có cái cơ hội lúc mà anh 18 tuổi thì có mở ra cái cơ hội và để đi thi học bổng sang Anh. Thế thì lúc đó là anh có đủ những cái kiến thức để mà mình đáp ứng để mình đi thi được cái học bổng này, và khi mà mình đạt được học bổng sang nước Anh thì cái cơ hội và cuộc sống của anh mở ra hoàn toàn và rất là mới. Này đối với anh, nếu như mà không có cái kiến thức nền tảng mà gia đình đã tạo ra cho mình từ khi mình còn nhỏ và dẫn dần đến khi mình còn lớn lên thì hiện tại anh cũng sẽ không thể nào mà ngồi đây mà chia sẻ được các bạn những cái câu chuyện này. Giáo dục có một cái tầm quan trọng rất là lớn đối với cả trẻ em. Khi mà chúng ta có những cái giáo dục tốt ấy, thì đầu tiên là anh nghĩ là quan trọng là nó sẽ giúp cho con người của chúng ta được có một cái suy nghĩ nó hướng thiện hơn, hướng tới những cái lợi ích của xã hội cũng như là của chính mình. Khi mà trẻ em không có được sự giáo dục thì chúng không có được sự lựa chọn, nhất là không hiểu được cái quyền lợi sống của mình là một công dân trong xã hội, hay là có những cơ hội đưa ra trước mắt chúng cũng không biết cách để lựa chọn, và kể cả có mong muốn được lựa chọn cũng không có đầy đủ trang bị về kiến thức để đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội. Giáo dục sẽ mở ra một thế giới tri thức để trẻ em có những cái sự lựa chọn tuyệt vời hơn, tốt đẹp hơn cho cuộc sống của chúng sau này và làm giàu cho xã hội của chúng.